Em Liêm xin kính chào thầy cô, xin kính chào tất cả các thành viên trong nhóm kỷ luật thép. Trong video luyện nói ngày 7 tháng 11 hôm nay, thì em Liêm xin chia sẻ về cái quan điểm sai lầm đối với con người khi chúng ta bị bệnh. Đấy, thì cũng như trước đây, em Liêm chưa được vào môi trường, thì em Liêm cũng thi thoảng bị ốm sốt, và trong cái quan niệm lúc đấy rằng là do số mình đen hoặc là do sức mình bị yếu, nhưng thực tế thì đó là do chúng ta bị mất cân bằng trong lối sống và cách ăn uống. Và đến với môi trường thì em Liêm mới biết rằng chúng ta là phải chịu cái trách nhiệm cho chính cái sức khỏe của chúng ta và cái hạnh phúc cũng như là cái tuổi thọ của chúng ta. Đấy, và em Liêm đã được biết đến những cái nguyên nhân của các bệnh như là béo phì, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh huyết áp và thậm chí cả bệnh ung thư. Và đấy là một cái điều tuyệt vời nhất đối với em Liêm thời điểm hiện tại. Và em Liêm biết rằng thì vấn đề ăn uống của chúng ta là rất quan trọng để giữ gìn cái sức khỏe cũng như là cái sự lão hóa lành mạnh của cơ thể. Và chắc chắn một điều rằng là đây chính là một cái tấm khiên bảo vệ sức khỏe cho mỗi chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy thay đổi cái lối sống của mình, đó là gì? Ăn uống cân bằng lành mạnh bằng những cái quan trọng như là chúng ta hãy sử dụng bữa ăn dinh dưỡng lành mạnh. Tiếp theo là chúng ta hãy sử dụng những cái thực phẩm tươi mới, nhiều vitamin, khoáng chất, như là chúng ta hãy ăn nhiều cá và nhiều rau xanh. Tỷ lệ giữa động vật và thực vật nên là 15% và 85% còn lại là thực vật. Đấy, và chúng ta uống nước đầy đủ, 0,4 lít nước trên 10 kg cân nặng. Đấy là những cái điều quan trọng nhất khi chúng ta ăn uống và sinh hoạt, thì chúng ta hãy dành ít nhất là 30 phút mỗi ngày để vận động tích cực như là chạy bộ, chơi bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, rất là tuyệt vời cho sức khỏe. Và một điều nữa là chúng ta hãy ngủ nghỉ đúng thời gian. Vì sao những cái con động vật khác như là gà, vịt nó lại không bị bệnh? Bởi vì chúng tuân thủ theo cái quy luật của thời gian, đúng không ạ? Vậy chúng ta hãy ngủ sớm và thức dậy đúng giờ để chúng ta có được cái trạng thái cân bằng của tâm lý và sinh lý tốt nhất. Và em Liêm cũng vô cùng biết ơn môi trường và thầy cô đã trao cho em những cái giá trị rất là tuyệt vời cho sức khỏe, để em có được một cái tấm khiên bảo vệ cái sức khỏe của mình. Và xin chào và chúc mọi người thành công, hoàn thành xuất sắc mục tiêu tháng 11.